Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 008. Bài toán này là bài toán yêu cầu tính toán thông thường, giống với những bài mà thầy minh họa trước đó. Như vậy là thầy sẽ ốp mìn luôn. Ở đây thầy có phản ứng phụ với NaHCO3 thu được CO2. Như vậy chắc chắn thầy nghĩ đến bảo toàn hydro linh động. Kết quả số mol H cộng chính bằng số mol của nhóm chức axit COOH bằng số mol CO2 là bằng 0,9 mol. Phản ứng thứ hai là phản ứng đốt cháy bởi oxy. Số mol oxy cần là 1,2 mol, CO2 là 1,2 mol tạo ra và nước của thầy chưa biết đang cần tìm. Để tìm được nước thì thầy nghĩ đến bảo toàn nguyên tố oxy. Lý do là bởi vì đề thi cho số liệu oxy, một những dấu hiệu để các em bảo toàn nguyên tố oxy. Thầy có là 0,9 nhân với 2 cộng 1,2 nhân với 2 trừ 1,2 nhân 2 của CO2. Kết quả tìm ra oxy trong nước của thầy sẽ bằng Y và bằng 1,8 mol. Đáp án thầy chọn là C.